Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bóng Tech. Trên tay mình đây là Rapid One, chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của một thương hiệu Việt Nam. Và mình thì không muốn dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu luôn xem là chiếc đồng hồ này mức giá của nó như thế nào và nó có những cái tính năng gì khiến chúng ta phải để ý tới. Thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Đầu tiên thì mình muốn bàn luận về mặt mức giá đi. Mình là một trong những người rất là may mắn được trải nghiệm trước cái đồng hồ Rapid One này. Thì ở cái thời điểm mình làm video, ở thời điểm này nha, thì mức giá của nó dự kiến là 1,5 triệu. Mình biết là đây là một cái mức giá mà sẽ có khá là nhiều các cái đối thủ, đặc biệt là các cái đối thủ ở bên Trung Quốc thì có rất nhiều. Tuy nhiên, là một chiếc đồng hồ thương hiệu Việt Nam thì nó sẽ khác cái gì? Đầu tiên mình phải nói tới đấy chính là về mặt giao diện và phần mềm. Cái này thì mình thấy rất là vui nha, bởi vì giao diện của nó đã được Việt hóa hoàn toàn rồi. Không có bất kỳ một cái phông chữ nào nó bị lỗi cả, chứ nó không kiểu nhập nhằng giống như những cái con đồng hồ Trung Quốc trong cái tầm giá này đâu. Mọi thông tin tiếng Việt, mọi phông chữ ở đây đều hiển thị cho mình rất là rõ ràng và ngon lành. Không chỉ ở mặt giao diện mà ngay cả phông chữ ở những cái thông báo nó cũng khiến mình rất là hài lòng. Ở một ngày mình sử dụng thì mình nhận rất là nhiều những cái thông báo của Messenger cũng như là Zalo. Nhưng các bạn có thể thấy là gần như tất cả những ứng dụng nó đều hiển thị được icon ra. Tên của người gửi này cũng như là cái tin nhắn đều được hiển thị một cách rất là rõ ràng, dấu má đầy đủ, không hề bị lỗi một cái gì cả. Và một số người bạn của mình khi mà gửi tin nhắn họ có sử dụng những cái emoji, những cái biểu tượng cảm xúc thì mình cũng thấy rất là vui, bởi vì là ở trên con đồng hồ Rapid One này nó đều nhận được tất cả những cái icon đó mà nó không mất bất kỳ đi cái nào cả. Và đó chính là điểm đầu tiên mà chúng ta cần nói tới, đây chính là về Việt hóa và phần mềm đã làm cực kỳ là cẩn thận. Về các tiêu chuẩn kết nối thì chiếc Rapid One sử dụng Bluetooth 5.1 và các bạn sẽ kết nối thông qua một ứng dụng mang tên là DaFit. Mình vào đây thì có thể chỉnh sửa mặt đồng hồ này, cài đặt các tính năng đo sức khỏe này, hoặc là thậm chí là các bạn có thể đo trực tiếp sức khỏe ở trên này luôn. Chỉ có duy nhất một điểm trừ nhỏ ở đây thôi, đấy là cái mặt đồng hồ của nó thì nó chưa được Việt hóa, bởi vì theo như mình tìm hiểu và hỏi lại hãng thì hãng có bảo mình là DaFit là một ứng dụng toàn cầu, vì vậy là mặt đồng hồ của nó vẫn là tiếng Anh. Nên là anh em có thể thấy này, từ mặt đồng hồ chính cho đến cả Away on Display thì nó đều là tiếng Anh cả. Đây là điểm trừ duy nhất ở trên mặt phần mềm mình đánh giá mà thôi. Tiếp theo thì mình sẽ nói về mặt thiết kế đi. Đây là một chiếc đồng hồ mặt tròn với kích thước là 46mm. Anh em lưu ý nha, một kích thước khá là to, nên những bạn nào mà có cổ tay nhỏ thì cũng nên cân nhắc và đóng đến một chút. Và tay mình cũng là một dạng cổ tay khá là nhỏ, đeo lên thì mình thấy là nó cũng hơi bị to, nhưng không đến mức thô và cạch cỡm, bởi vì độ dày của chiếc đồng hồ này thì không phải là quá lớn. Bên phải thì chúng ta có phím Home này, Micro này, cũng như là một phím nút tắt nhanh để chúng ta truy cập vào những cái loại bài tập thể thao. Bên trái thì chúng ta sẽ có một loa để chúng ta có thể đàm thoại. Chiếc đồng hồ này thì hoàn toàn có thể nghe gọi thông qua Bluetooth nha. Chất lượng thì tí nữa mình sẽ cho anh em xem. Và toàn bộ cái khung của con đồng hồ này thì đều được làm từ kim loại. Với mức giá 1,5 triệu mà được làm từ kim loại là mình thấy cũng là một điều khá là đáng khen rồi. Anh em có thể nghe nha. Đó, rất là chắc chắn. Và mặt trước của nó thì là một mặt kính được vắt cong sang các bên, nó khiến cho cái trải nghiệm của mình khi vuốt chạm cũng là khá tốt. Ngoài ra thì con đồng hồ này cũng có khả năng kháng nước là IP68 nha. Mình rửa bát này, rửa tay này mình cũng không phải tháo cái đồng hồ này ra và đến bây giờ nó vẫn hoạt động rất là ngon lành. Điểm thứ ba mình muốn đánh giá dành cho anh em đấy là mặt màn hình, vì đây là một thứ rất nổi trội của cái sản phẩm này. Trong cái mức giá 1,5 triệu của nó, mình khẳng định luôn đây là một cái màn hình đẹp nhất trên một con đồng hồ thông minh mình có thể trải nghiệm được. Về thông số thì đây là một cái màn hình AMOLED với độ phân giải rất cao. Nó khiến cho những cái phông chữ, những cái thông báo các bạn nhìn trên màn hình này rất là nét. Mặc dù như mình nói là kích thước của đồng hồ này không phải là bé, 46mm, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy màu sắc này, màu đen thì sâu, những cái màu sắc ở menu rất là nổi bật, cũng như là cái khả năng nhận cảm ứng của nó rất là mượt. Gần như là khi mình lướt menu không bao giờ gặp một tình trạng lag giật nào cả. Đây chính là một điểm đáng khen. Còn về tính năng thể thao và các tính năng hỗ trợ sức khỏe thì chiếc đồng hồ này cũng có rất là đầy đủ. Chúng ta có đo chất lượng giấc ngủ này, đo nhịp tim này, các bài tập này, thậm chí là có cả đo huyết áp nha, và đo cả SPO2 nữa. Mình thì có đeo cái đồng hồ này đi ngủ rồi và các bạn có thể nhìn thấy là nó đo rất là chuẩn. Cái trước lúc mình nhắm mắt đi ngủ là mình đã nhìn đồng hồ rồi, và lúc sáng mai mình nhìn lại cái bảng tổng quan ấy thì đúng luôn, nó đo chính xác cái thời gian mình đã nhắm mắt và mình đi ngủ, và mình phải công nhận rằng cái cảm biến này nó hoạt động rất là nhạy. Và còn về các cái tính năng thể thao thì ở đây có một số cái tính năng thể thao cơ bản như là đi bộ, chạy bộ, đạp xe, vân vân. Nhưng mà có một điều mình lưu ý với anh em nha, là Rapid One không có GPS độc lập. Vì vậy là anh em mà muốn đeo chiếc đồng hồ này đi chạy độc lập, không cần mang theo điện thoại, thì nó cũng sẽ không ghi lại được quãng đường của anh em đâu. Nó chỉ ghi lại được thời gian, nhịp tim và quãng đường dự tính mà thôi. Và nếu như anh em muốn đo GPS
thì anh em bắt buộc là phải mang chiếc điện thoại của mình đi và sử dụng ứng dụng DaFit. Lúc này thì các bạn có thể tận dụng cái GPS của con điện thoại của mình để có thể sử dụng đo quãng đường được. Còn lại về các cái tính năng sức khỏe như là nhịp tim hay là SPO2 thì mình đã đặt nó là đo tự động trong ngày rồi. Nói chung là trong các cái tính năng sức khỏe mình chả tắt một cái nào cả. Thì thời lượng pin của em này nó vẫn sẽ đạt cho mình được là 3 ngày. Anh em lưu ý nha, 3 ngày là mình có bật cả OLED display và nó khá là trùng với cả thông tin mà hãng đưa đến cho mình. Còn nếu mà các bạn không bật thì các bạn có thể sử dụng lên tới 6 cho tới 7 ngày cơ, rất là dài. Nhưng mà với mình thì mình rất là thích cái tính năng OLED display này, bởi vì khi mà mình lái xe, mình chỉ cần liếc mắt xuống thôi là mình biết đây là mấy giờ. Còn về khả năng thông báo cũng là một điểm mà được rất nhiều anh em quan tâm khi mà sử dụng những cái chiếc đồng hồ thông minh. Thì Rapid One cho mình được một cái thông báo rất là nhanh chóng, gần như là các bạn sẽ không bị delay đâu. Và tất cả những cái thông báo thông dụng mình nhận hàng ngày như là từ Messenger, Zalo hay là thậm chí một vài ứng dụng khác như là Instagram thì nó vẫn nhận cực kỳ là nhanh chóng luôn, không có bất kỳ một chút delay nào cả. Và đó cũng là một điểm mà mình thấy là rất là hài lòng về Rapid One. Như mình đã nói ở vừa nãy thì chiếc đồng hồ này còn có cả khả năng nghe gọi Bluetooth nữa. Còn cụ thể là như thế nào thì mình nghĩ là anh em có thể tự đánh giá thông qua cái video này nha. Hello. Hello Tùng. Tùng ơi. Anh không nghe thấy gì nhỉ? Đây rồi, em nghe bên này rồi, anh nghe thấy bên này nói gì không? À ok, anh nghe rồi. Đây là khỏe không? Cũng được anh. Nghe bên đấy rõ không? Ok, rõ. Có một điểm nữa mà tí nữa quên giới thiệu về cho anh em, đấy là Rapid One trong hộp, ngoài việc chúng ta có một cái đắp sạc ra thì người dùng sẽ được tặng hai sợi dây đeo khác nhau. Cái này là một điểm hay nha. Mình thì trong mùa hè này mình thường đeo cái dây cao su bởi vì tay mình ra khá là nhiều mồ hôi, và khi nào mà mình rửa tay thì mình sẽ rửa cả một cái đồng hồ này luôn. Trong khi đó thì hãng cũng tặng cho chúng ta thêm một bộ dây da. Mình nghĩ nó cũng sẽ rất là phù hợp dành cho những cái bạn nào mà muốn cái sự sang trọng, các bạn muốn ăn diện với những cái bộ đồ của mình thì cái dây da nó cũng sẽ rất là ok để anh em có thể sử dụng nha. Và tất cả những cái phần vừa rồi là những cái thứ mà mình hài lòng về Rapid One. Và đây là những điểm mà mình thấy là nhà sản xuất này có thể cải thiện ở những cái phiên bản tiếp theo. Đầu tiên là về mặt màn hình, sáng thật, đẹp thật. Tuy nhiên nó lại thiếu đi cái tính năng là tự động điều chỉnh độ sáng. Và hôm trước thì mình có vào rạp phim, mình xem bộ phim Fast and Furious, những cái bộ phim rất là hot trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Thì thực sự là màn hình của nó quá sáng, và lúc mình vào rạp phim thì gần như là nó sáng bừng ở trên tay mình vậy. Nhìn rất là kỳ, và mình lại phải sử dụng tay để điều chỉnh độ sáng xuống, chứ nó không có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng. Và cái điểm thứ hai mà mình thấy là nó cũng là một điểm khá là thiếu sót, một cái tính năng mà mình cũng rất là hay dùng, đấy chính là khả năng chạm để có thể tắt màn hình. Đôi khi mình đọc xong một cái thông báo mà mình không muốn chiếc đồng hồ nó sáng nữa thì mình có thói quen là dùng tay để có thể úp vào, màn hình sẽ tắt đi. Tuy nhiên Rapid One lại không có tính năng này, cũng là một điểm khiến anh em phải lưu ý nha. Tổng kết lại trong video này, Rapid One là một chiếc đồng hồ smartwatch đầu tiên tới từ một thương hiệu Việt Nam. Và với một mức giá đối với mình đánh giá là cũng khá là dễ chịu, 1,5 triệu cho một con đồng hồ thông minh. Cái ưu điểm lớn nhất của nó là màn hình quá đẹp, thiết kế thì dễ đeo, trung tính, mỗi tội là hơi to một tí. Tuy nhiên là với con trai thì mình nghĩ là kích thước này rất là phù hợp. Và hơn nữa là các cái tính năng thông báo và cuộc gọi của nó vẫn hoạt động rất là trơn tru và mượt mà, không gặp bất kỳ một chiếc delay nào cả. Chỉ có một vài lỗi nhỏ mà thôi, và mình nghĩ là Rapid hoàn toàn có thể cải thiện trong những cái phiên bản đồng hồ tiếp theo. Vậy thì với anh em thì sao? Trong mức giá 1,5 triệu, anh em nghĩ là có đối thủ nào xứng tầm và cạnh tranh với cả Rapid One không? Hãy để lại một comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của Bóc Tech. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.